không để tiểu vũ ở một bên ở bên cạnh hắn tiểu vũ mới được an toàn nhất đối diện với lứa nhện cực đại sắc vàng óng đang bổ lên trên trực diễn đường tam hữu thủ nắm vào trong phần thừa xa của hải thần tam so kích đang cắm vào lòng đất dựa vào sự chống đỡ của cơ thể hắn bỗng nhiên lật chuyển lên chân trái hướng lứa nhện màu vàng óng đó mà đá ra hồng quang mạnh mẽ từ chỗ chân trái của đường tam phóng ra hồng quang nhập nháy lưỡi xiêu cuộn lên trên kinh động chỉ nghe một tiếng giòn tan vang lên lứa nhện màu vàng óng vô cùng kiên cứng đó ở trong không trung đã từng một thành hai hóa thành hai mảnh bay xa lơi xa Kỹ năng bản mệnh của địa huyệt ma chú thì cường đại, nhưng kẻ nó phải đối diện lại là đường tam đã được kỹ năng hồn cốt chân phải tà ma 10 vạn năm từ tà ma hổ kinh vương, hổ kinh tà ma phủ. Kỹ năng sát thương hùng mạnh vậy sao có thể chạy thoát đây? Đường tam hiện tại có năng lực hồn thú 10 vạn năm đơn độc kích sát, còn địa huyệt chu hoàng tù ví 5 vạn năm này trước mặt hắn căn bản chẳng đáng là gì địa huyệt chu hoàng kêu rít lên một tiếng tại lúc mà đường tam xung hải thần tam do kích khiến cho nó từ dưới mặt đất chấn động bay xa nó đã sớm biết được bản thân gặp phải đối thủ không thể nào địch lại được đạt đến tu vi vạn năm trở lên thì hồn thú đã có được trí tuệ khá cao chưa kể đến còn địa huyệt chu hoàng tu vi trên năm vạn năm này lúc phát ra chủ võng tù lúc đó nó không chút sợ dự lập tức đã chuyển thần thoái lui chính là muốn trốn vào rừng cây có điều trước mặt của đường tam nó thật sự có khả năng chạy thoát thành công hay sao mắt thấy thân thể to béo của địa huyệt chu hoàng chuyển thân muốn chạy đường tam không khỏi có một chút cảm giác giờ khóc sờ cười muốn chạy sợ là không dễ dàng như vậy đâu Quang Nguy màu xanh nhạt từ chỗ sữa mày của hắn chớp lên trên rồi chìm đi. Tinh thần lực lượng to lớn, tinh khiết như treo trời lấp đất lan tràn ra. Địa huyệt Trung Hoàng đang liều mạng tháo chạy, thì đột nhiên nó phát hiện hai kẻ loài người kia không biết từ lúc nào đã chặn trên đường đi của nó. Một luồng tinh thần lực lượng mạnh mẽ vô bì phủ lấp trên thân của nó. Sự chấn động tinh thần to lớn nhất thời khiến cho tốc độ của con Địa huyệt Trung Hoàng này giảm xuống rõ rệt. Nó vốn không phải hồn thú thạo về tốc độ, mắt thấy đường tam và tiểu vũ chặn trước mắt, nó vội vàng chuyển thân chạy về hướng bên cạnh, đồng thời một màn hắc quang tràn lên, chân mặt đất nhất thời sáng lên trên vô số trồng chất màu đen kịt. Đây là trận thế trông có tính phạm vi, công xấu nhiều đại tứ hồn kỹ của đường tam lúc đầu, làm ngân tủ lùng tiến hóa thành kỹ năng làm ngân xuyên thủng vậy. Trong qua công kích mà còn địa huyệt chù hoàng nằm vạn năm trước mắt này, phát ra có lực hơn mà thôi đường tam hử lạnh một tiếng nó lòng hiểu thủ đang giữ tiểu vũ tay nắm thành quyền hồng quang mãnh liệt đột nhiên tung ra lấy thân thể của hắn làm trung tâm mặt đất bỗng nhiên nứt nẻ nhưng trồng đất này hắc sắc đó còn chưa đến trước mặt của hắn và tiểu vũ đã bị vỡ tan thành tường mảnh hóa thành bột phấn trở về với đất còn thân thể của địa huyệt chu hoàng cũng giống như bị vật gì đó rất nặng đập xuống vậy bông bổ xuống đất cả một nửa cơ thể đều bị ném xuống dưới đất cái mà Đường Tam sử dụng chính là một trong hai kỹ năng lớn từ hồn cốt cánh tay phải của Thái Thản Cựu Viên, búng trọng lực. Hiệu quả kỹ năng trong phạm vi nhất định khiến cho trọng lực chống chất tăng cường hoặc là giảm yếu. Mức độ tăng cường, giảm yếu biến hóa dựa theo hồn lực mà người sử dụng bỏ ra. Kỹ năng này vẫn là do trọng lực của thái thản cựu viên nhị mình khống chế lĩnh vực chuyển hóa thành. Tuy không thể nào khống chế phạm vi to lớn giống như nhị mình, nhưng hiệu quả trọng lực sinh ra trong phạm vi kỹ năng sử dụng so với lĩnh vực của nhị mình ban đầu lại còn ngang ngược hơn. Những trồng đất chặn đó chính là bị trọng lực đột nhiên tăng mạnh ép vỡ. Điều huyệt chu hoàng cũng là dưới tác dụng của trọng lực đột nhiên tăng cường lên trên 20 lần mới bị cường ép đè xuống sở đất mấy phần đột nhiên từ trong bùn đất dãy rủa ra địa huyệt chu hoàng không tháo chạy tiếp nữa mà ngược lại đột ngột quay thân hung hăng chừng đường tam và tiểu vũ nó biết nếu không thể nào hủy diệt hai kẻ địch này thì bản thân sẽ không có cơ hội chạy thoát duy chỉ có liều mạng mới có được cơ hội sống sót đường tam dùng ánh mắt khiêu khích nhìn chằm chằm vào nó công tài không phát động công kích tiếp hắn cũng không có dự định giết hại con địa huyệt trung hoàng trước mắt này kinh nghiệm liệt sát hồn thú từ trước đến nay bảo hắn rằng hồn thú lúc tử vong càng là không cảm tâm và phẫn nộ thì hồn hoàn sản sinh ra hiệu quả càng cao cũng giống như con nhầm diệm ma chua đầu tiên bị hắn giết chết lúc trước chính sau khi nó tức giận rồi chết đi mới cho đường tàm ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu tỷ lệ hồn thú năm vạn năm sản sinh ra hồn cốt cao hơn nhiều so với hồn thú phổ thông nhưng hắn còn có bạn đi cùng còn tiểu vũ cần có hồn cốt còn địa huyệt chu hoàng trước mắt này đã như cá nằm trên thớt, hắn đương nhiên không cần vội, phải kích nộ đối thủ đến trạng thái điên cuồng rồi mới đem hạ sát để đạt được lợi ích lớn nhất. Bất luận là địa huyệt chu hoàng hay là nhầm diệm ma chu đều thuộc loại hồn thú cực kỳ tà ác, chuyên môn dựa vào liệt sát hồn sứ và hồn thú yếu nhỏ rồi nuốt năng lượng của họ mà tăng cường bản thân. Đối với loại hồn thú này, tiểu vũ cũng tuyệt đối không thương tiếc. Chít chít Địa huyệt chu hoàng phẫn nộ kêu lên hai tiếng, đột nhiên, cả thân thể của nó chui sổ thêm vào lòng đất. Cảnh tượng xuất hiện trước mặt của đường tam và tiêu vũ cực kỳ kinh người. Tưởng tượng thân thể khổng lồ đường kính đến 5 mét của địa huyệt chu hoàng trong chốc lát lại chui cả vào trong lòng đất. Cảnh tượng như vậy quái dị đến mức nào, cái khiến người ta kinh ngạc nhất là trong quá trình cả người của nó chui vào, mặt đất lại không có biến hóa gì lớn cho lắm, chỉ có một ít vết tích của đất sét bới lên trên mà thôi bụp nhẹ một tiếng, mặt đất xung quanh một lượng lớn đất sét đột ngột bay lên trên không, đến thực vật sinh trưởng vô số trên mặt đất cũng đều sôi sục lên, mà ngay tiếp sau đó, đường tam đã mất đi khả năng khóa chất chính tinh thần đối với con điệu huyệt chu hoàng này. Ô, chuyện gì đã xảy ra thế này? Đường tam có chút kinh ngạc nhìn bốn phía, trong phút chốc bùn đất bay lên vừa rồi, con điệu huyệt chu hoàng đó sợ nhiều đã tiểu thất khỏi cái lưới tinh thần lớn của hắn, thậm chí đến một chút vết tích lưới nhận cũng đều không còn lưu lại nữa. Tiểu vũ hỏi, ca ca sao rồi? Đường tang mỉm cười đáp lại. Con địa huyệt chùa hoàng này tu vi trên năm vạn năm, quả nhiên không giống với địa huyệt mà chùa vạn năm, mà nó có lẽ tồn tại một vài kỹ năng thiền hóa mà huynh không biết. Tinh thần lực lượng của huynh hiện tại đã cảm nhận không xa khí thức của nó nữa rồi, thật có hứng thú. Tiêu vũ hơi ngẩn ra, đến tinh thần lực lượng của huynh cũng không cảm nhận ra được khí thức của nó, vậy kỹ năng của nó há chẳng phải ngang với hãn hải hộ thân cháo của Huỳnh sao? Nghe tiểu vũ nói, trong đầu của đường tam linh quang chật lóe, đúng rồi cũng chỉ có năng lực sống loại như hãn hải hộ thần cháo mới có khả năng khiến cho mình vô phường phát hiện. Cúi đầu hôn nhẹ lên trên gương mặt xinh đẹp của tiểu vũ nói, bà xã vẫn là muội thông minh, tiểu vũ mặt ứng đó. Ai là bà xã của huynh mới còn chưa cả cho huynh mà Đường tam bá đạo ôm chặt lấy tiểu vũ Có gì khác biệt sao trong lòng của huynh muội sớm đã là bà xã rồi đối diện với một con ma thú cấp bậc năm vạn năm mà vẫn còn cười nói vui vẻ như vậy sợ rằng cả giới hồn sừa cũng không có được mấy người có thể làm được cố sự để tình của tiểu vũ đường tam đưa ra một phán đoán tình chuẩn con điệu huyệt chu hoàng đó có lẽ đã sử dụng một loại kỹ năng ẩn thân. Hơn nữa, kỹ năng ẩn thân này còn có thể ngăn trở sự thăm dò tinh thần. Song, kỹ năng của nó hiển nhiên không có khả năng so sánh được với hãn hải hộ thân cháo, mà bản thân đạt tứ tâm của hải thân. Hơn nữa, tinh thần lực lượng của bản thân cường đại đến mức nào mà lúc này lại cảm giác không xa sự tồn tại của nó. Vậy thì rất có khả năng con điệu huyệt chu hoàng này đang bảo trì sự yên lặng bất động. Trước đó một mảnh đất sét đột nhiên bay lên trên cũng đã đủ để giải thích sự rồi. có lẽ là còn điệu huyệt chu hoàng đó đã chùi xuống dưới đất vì đè mê hoặc mình nên mới dùng năng lượng đẩy chỗ đất đó hôn thú đẳng cấp cao quả nhiên thông minh đáng tiếc người đó mà nó gặp lại là chính mình cười nhà một tiếng trong lòng của đường tam lúc này ngầm nói địa huyệt chu hoàng ơi là địa huyệt chu hoàng Cơ thể của người to lớn như vậy, kể cả có ẩn thần bất động thì có lẽ ta tìm không ra người hay sao. Nếu đến một hồn thú như người ta cũng không giải quyết được, thì ta còn dựa vào cái gì mà đòi tìm vũ hồn đế quốc báo thù đây? Đúng vào lúc đường tam đang chuẩn bị dùng thủ đoạn ép địa huyệt chùa hoàng sa, thì đột nhiên hắn động thần sắc mặt thấp giọng nói. Có người đến, 8 người, đều là hồn sư, bốn người trong đó ít nhất là thực lực cấp bậc hồn thánh, có một người có lẽ cấp bậc hồn đấu la, chắc là tiểu đội hồn sư chuyên môn săn giết hồn thú có nam nhân của mình bị làm chỗ sữa, tiểu vũ thậm chí không muốn động não. vậy chúng ta làm thế nào? đường tam nhàn nhạt, nhạt cười rồi đáp, xem trước một chút rồi nói yên tĩnh quan sát biến đổi. trong khi hai người đang trao đổi thì từ một bên khác ba đạo thân ảnh đã nhanh chóng đến trước mặt của bọn họ trong tám người có bốn người thân mặc đồ bó sát bạch sắc ba người mặc trường bào hoàng sắc chỉ có một người trên thân mặc trường bào hồn đố là tiêu chuẩn màu đen cách ăn mặc này trước đây đường tam đã thấy qua trên thân của ba vị giáo uy của thiên đấu hoàng sa học viện trường bào màu đen cao quý trên thiều sợi vàng song mục quang của đường tam rất nhanh đã lạnh xuống tiểu đồ liệt sát hồn thú có thể đường tam sẽ không có cách nghĩ gì nhưng trên vai phải của tám kẻ đột nhiên xuất hiện này đều thiệu hai chữ nhỏ kim sắc cố đơn giản vũ hồn trung ương hai chữ vũ hồn còn có một thành trường kiếm kim sắc dấu hiệu này đường tàm quá quen thuộc rồi chỉ là ký hiệu của vũ hồn đế quốc thanh trường kiếm kim sắc có lẽ chính là đại biểu cho vũ khí thánh kiếm mà hồn sư thiên sư sáu cánh đã hóa thân thành ban đầu sau khi vừa cùng với thiền nhậm tuyết đấu thì đường tàm đã minh bạch được tại sao trên lệnh bài của vũ hồn điện vị trí quan trọng nhất là chính là ký hiệu thanh trường kiếm đó Hiển nhiên tám người trước mặt là tám hồn sư đến từ vũ hồn đế quốc, chỉ là nơi này vẫn trong nội thành của thiên đồ đế quốc, bọn họ lại dám vào lạc nhật xâm lâm để săn giết hồn thú, lá gan thật không nhỏ, rõ ràng là tự ý mình có thực lực. Mấy người này tuổi toàn bộ đều khoảng là ngoài 50, bốn hồn sư mặc đồ bạch sắc có vẻ là hồn đế cấp bậc 60 trở lên, ba hồn sư mặc hoàng y là hồn thánh, có kẻ hắc y đó không nghi ngờ gì chính là hồn đấu la của vũ hồn điện. Vị hồn đấu la này niên kỷ ước trường ngoài 70, da màu đen hồng, song nhan âm hiểm đem theo quang mang u ám, vừa xuất hiện thì mục quang đã ngưng tụ trên thân của Đường Tam và Tiểu Vũ. Lão giả Hắc Y thấy Đường Tam và Tiểu Vũ còn trẻ như vậy, thân tình kiêu ngạo ngẩng cao đầu lên, vẫy vẫy tay với đồng bọn bên cạnh. Trong giới hồn sư, thực lực là căn bản của mọi thứ, là một cường giả cấp bậc hồn đấu la, lão coi thường những người trẻ tuổi như Đường Tam và Tiểu Vũ là một việc hết sức thông thường. Một hồn đế bạch ý đi đến trước phía đường tam và tiểu vũ, trông thấy xung nhàn tuyệt sắc như vậy của tiểu vũ, trong mắt của hắn không khỏi lóe lên trên vài phần tham lam, âm thầm nuốt nước bọt. Trong mấy hồn sư này, hắn là kẻ trẻ nhất, năm nay mới năm 10 năm tuổi, mà cơ thể hồn xưa khỏe hơn nhiều so với người bình thường. Kể cả là 7-80 tuổi muốn gần nữ sắc cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nữ nhi thuần khiết tuyệt sắc như tiểu vũ hắn mới là gặp lần đầu, mà vũ hồn đế quốc hắn lại ngang ngược quen rồi, sao có thể không động tâm đấy? Này, hai người các ngươi qua đây trả lời hắn lười nhắc sừng chân ở ngoài 30 mét trước mặt của đường tam và tiểu vũ khua khua tay về phía của bạn hắn xấu nhiều triệu gọi đầy tớ rồi lại chỉ chỉ mặt đất trước mặt của mình như thể muốn thế nào được thế ấy tiểu vũ hởi bĩ mối đến nhìn cũng không thèm nhìn lão hồn đế bạch y đó một cái ngả dựa vào lòng của đường tam thậm chí còn nhắm mắt lại Kỳ thần cũng còn nhiều mấy tên hồn sư trước mắt này xui xéo. Đối với hồn sư của vũ hồn đế quốc mà nói, địa điểm chủ yếu để săn giết hồn thú cũng là ở tinh đấu đại xâm lâm. Đó cũng là nơi xuất ra hồn thú nhiều nhất trên khắp cả đại lục. Nhưng bị bị đông vì để lúc săn giết hái thản cựu viên và thiên thành nhiều mãn không bị ảnh hưởng. Nên trước khi vào tinh đấu đại xâm lâm đã hạ mệnh lệnh, không cho phép bất cứ hồn sư vũ hồn điện nào tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, tạm thời nghiêm cấm tại đó săn giết hồn thú. Trong vũ hồn đế quốc ai dám kháng lại mệnh lệnh của vị nữ hoàng này, nhưng khi đẳng cấp của hồn sư đạt đến đỉnh điểm cần hồn hoàn vượt cấp lại có được mấy người nhận lại nổi đây. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà lý luận về việc dù có trị hoãn đạt được hồn hoàn cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồn lực xa tăng vẫn chưa được phát hiện bảy người trước mắt đều là vị đạt đến đỉnh điểm nên mới ra ngoài săn giết hồn thú diện tích lạc nhật xâm lâm tuy nhỏ nhưng là truyền xuất ra hồn thú đẳng cấp cao bảy người này đi cùng nhau cũng coi như là một lực lượng tương đối cường đại rồi bọn họ kiềm chế không nổi sự kích động muốn nâng cao thực lực nên dưới sự dẫn dắt chủ vị của hồn đấu la kia lặng lẽ mò vào nội cảnh thiên đấu đế quốc chuyên lựa những hẻo lời hoàng vù mà đi trước đó không lâu đã tiến vào lạc nhật Sâm lâm Lúc này trong 7 người, chỉ có vị hồn đấu la kia còn chưa đạt được hồn hoàn mà bản thân cần. Hắn tuy thân vẫn mặc đồ của hồn đấu la, nhưng trên thực tế hồn lực của hắn đã đột phá thành công cấp 90. Chỉ thiếu một cái hồn hoàn là có thể nâng lên trên tới phong hào đấu la rồi. Đối với hồn hoàn cuối cùng của bản thân hắn, tự nhiên cực kỳ coi trọng tìm lâu không được thì đột nhiên trước đó dao động lực lượng cường đại mà hải thần tam so kích của đường tam sản sinh ra khi cắm xuống đất đã thu hút sự chú ý của mấy hồn sư vũ hồn điện này lão già hồn đấu la đó tự nhiên cho rằng có hồn thú cường đại xuất hiện trên mới vội vàng đuổi đến nếu bọn họ ra ngoài muộn hơn một chút thời gian nữa, thì nhìn thấy đường tam sẽ lập tức đề cao cảnh sát. Bởi vì bị bị đông tuy chưa về vũ hồn điến, nhưng lại đã phái một phong hào đố la trở về truyền lệnh. Mệnh lệnh truy nã toàn vũ hồn đế quốc một hồn sư tay cầm tam do kích. Nhưng lúc này mới vị cao thủ của vũ hồn điện này, đối với tất cả lại mù mịt không biết cái gì. Thấy đường tam và tiểu vũ trẻ như vậy, căn bản không hề khiến cho bọn họ cảm giác những gì họ nghĩ là kể cả lực lượng của hai người trẻ tuổi này có thể so sánh với một thời hoàng kim của vũ hồn điện ban đầu thì ở độ tuổi như thế này nhiều nhất chẳng qua cũng chỉ hơn 50 cấp hồn lực mà thôi có thể đến đường chỗ sâu thẳm của lạc nhật xâm lâm đã là khá rồi làm sao có thể uy hiếp được đến đội với một vị cường xà thực lực tiếp cận phong hào đấu là dẫn dắt như bọn họ Nghe được câu hỏi của đối phương, trong lòng của đường Tam đột nhiên sương lên trên ý muốn chiều trọng ôm chặt tiểu vũ xả bộ một sáng vẻ căng thẳng. Các vị đại thúc, các vị muốn làm gì? Ta khuyên các vị nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy gần đây có một con điệu huyệt trung hoàng tú vi tối thiểu là 5 vạn năm. Nếu không phải vận khí tốt thì chúng ta đã thành thức ăn trưa của nó rồi. Ở đây nguy hiểm quá, mau đi đi nghe thấy bốn chữ địa huyệt trung hoàng mắt của lão giả hắc y đó nhất thời sáng lên Đệ kiều hồn hoán mà phong hào đố là cần tốt nhất chính là hồn thú năm vạn năm trở lên hồn thú tu vi năm vạn năm trở lên tuy nhiều hơn nhiều so với hồn thú 10 vạn năm nhưng phù hợp với thuộc tính tự thân là ít nhất mà loại hồn thú địa huyệt trung hoàng này lại vừa hay hữu dụng với lão lão hồn đế bạch ý đang hướng về đến đường tam tiêu vũ hò hét hử một tiếng lần nữa chỉ chỉ chỗ đất trước mặt của mình ta bảo các người qua đây nghe thấy chiều vậy mau qua đây đáp lời đừng để ta phải động thủ nếu không ta không khách khí vậy nữa đâu đường tam nhăn mày đáp các ngươi là người gì vậy ta tốt bụng để tính các ngươi sao lại ngang ngược như vậy chứ lão hồn đế bạch ý đó vừa định phát nổ thì bị âm thanh của lão xà hắc y chặn lại được rồi, lão lục người quay lại đây. Vừa nói, thân ảnh của lão vừa chớp lên trên đã xuất hiện cách người của đường tam 10 mét. Song thủ bắt sau lưng, trên gương mặt cao ngạo lên trên một tia cửa nhẹ. Tiểu huynh đệ đừng để tâm, hắn cũng là muốn tốt cho người. Trong lạc nhật sâm lâm này không thiếu hồn thú lực lượng cường đại, các ngươi ở đây rất nguy hiểm. Vừa nãy người nói điều huyệt trù hoàng đó ở đâu, đi đâu rồi người nói cho ta, nếu ta bắt được nó sẽ có phần thưởng của người. Đường tam lúc này kinh ngạc đáp xa xa các vị có thực lực đối phó được với địa huyệt trung hoàng. Vậy thì tốt quá rồi. Vậy sau khi các vị bắt nó xong, có thể dẫn chúng ta rời khỏi lạc nhật xâm lâm hay không? Chúng ta vốn dĩ chỉ muốn đi lại bên ngoài thì ra tìm hồn thú cấp thấp thích hợp với bản thân, nhưng gặp phải một con xa lạc ma xà cấp bậc vạn năm, lúc mà hoảng loạn tháo chạy không lược đường. Ai nghĩ đừng chạy lại đến nơi này, bây giờ đến phương hướng cũng tìm không ra nữa. Vừa thấy ngày chính là hồn xưa cường đáy, vậy phiền ngày rồi. Nghe đường Tam nói, tiệp vũ trong lòng của hắn càng cúi trào vào sâu hơn. Đường Tam không phải vì nàng sợ hãi mà là sợ mình cười bị đối phương phát hiện ra. nàng vẫn là mới đầu tiên nhìn thấy đường tam chiều chọc người như vậy. đương nhiên nàng cũng hiểu rõ, đây là vì sau khi bản thân hồi sinh lại, tâm tình của đường tam nhẹ nhàng hơn trước nhiều nên mới có tâm trạng mà đùa bỡn. tự nhiên nàng sẽ không gây ảnh hưởng đến chuyện vui của người yêu, chỉ ở trong vòng tay cô hắn đợi xem kịch hay. lão giả hắc y có một chút mất kiên nhẫn đáp, có thể chỉ cần các người giúp ta tìm ra địa huyệt trù hoàng, dẫn các người rời đi chẳng qua là chuyện nhỏ. Đường Tam gật đầu rồi đáp, chính vì lúc nãy ta vẫn nhìn thấy đi huyệt chu Hoàng ở gần đây, chúng ta sợ đến mức trốn qua một bên, ngay xem đợt xét chỗ này vẫn còn vết tích đào lộn. Lão già hắc y trong lòng bỗng run lên, hôn thu cấp bậc trên 5 vạn năm, đối với hắn mà nói cũng là uy hiếp, quay người để tính. Tất cả mọi người cẩn thận, địa huyệt ma chu sở trường nhất là ẩn tàng trong bóng tối tập kích, các người tụ tập lại với nhau, giải phóng ra vũ hồn chuẩn bị chiến đấu. Vâng! bảy hồn sư cùng lúc đáp ứng cùng một lúc giải phóng xa vũ hồn của mình đường tam trong lòng thầm than không thể không nói rằng vũ hồn đế quốc huấn luyện hồn sư đích thực có chỗ hay của nó mấy hồn sư này thực lực đều tương đồng không thường người nào cũng khí đồ trầm ốn tuy nhãn thần hơi âm hiểm một chút lại thập phần ngạo mạn nhưng vẫn là có lực lượng tiềm tàng mắt nhìn từng viên hồn hoàn diễm le từ trên thân của bảy hồn sư hiện ra đường tam kinh ngạc hồ một tiếng trời nhiều hồn hoàn quá đời ta chưa từng thấy nhiều hồn hoàn như vậy bao giờ. Đích thực bốn hồn đế cộng thêm ba hồn thánh, hồn hoàn đến làm bốn mươi mấy viên, cùng lúc giải phóng giả đích thực cũng tương đối kinh người. Lão giả hạc y trong mắt lóe lên một tia coi thường nhàn nhạt, nhạt, nói, các ngươi đã còn là hồn sư, cũng đều giải phóng hồn hoàn đi, đừng trách ta chưa để tỉnh qua, công kích của địa huyệt trung hoàng như sấm xét ngàn cân, đến lúc đó ta thực lực không chắc bảo hộ được các người. Đường tam vỏ đầu đáp, thôi chúng ta vẫn là không giải phóng hồn hoàn thì thôi chúng ta đẳng cấp thấp giải phóng ra cũng chẳng tác dụng gì lão già hắc y trong mắt lãnh quang chật lóe trách phí lời cái gì bảo các người giải phóng thì giải phóng uy lực áp chế của cấp bậc hồn đấu la tự nhiên sinh ra dọa đến mức đường tam đem theo tiểu vũ lùi liên tiếp mấy bước mới đứng vững được sắc mặt một mảnh trắng bạch nếu những người khác ở trong sửa lễ khắc thất quái trông thấy màn này, nhất định sẽ cửa như điên không ngừng. Đường Tam giả vờ thật quá giống. Nếu không phải người biết rõ so hắn thì tuyệt đối không nhìn ra được một chút sơ hở. Dựa vào tinh thần lực lượng cường đại, hắn đem khí tức của mình và tiểu vũ trà dấu thập phần hoàn hảo. Được được, thì ta sẽ phóng ra vũ hồn. Lão già già ngài có thể giúp ta lấy một ít vũ khí, ta sẽ phóng hồn vũ hồn cần vận hồn lực. Lão già hắc y hơi nhặt mặt lại trong lòng thầm nhố. Ở đâu ra hai con chim non này, giải phóng vũ hồn còn cần vận chuyển hồn lực. Cái càng đại hồn sư ngộ tính cao hơn một chút đều không cần như vậy sự khinh thị đối với hai người vì thế không khỏi tăng thêm mấy phần. xong lúc mục quang của lão rơi trên hải thần tam sơ kích không khỏi hơi ngẩn xa, tuy hải thần tam sơ kích không có sự chủ nhập của ánh sáng hải thần, cá thể màu đen đồng xem như là không chút gì bắt mắt, nhưng nhìn kỹ ở cự ly gần thì vẫn có thể nhìn thấy được mấy hoa văn cổ mộc đó, đặc biệt là sự hình tạo hình kỳ dị của tam đại kích đáo mà cảm giác sề nặng thần phát ra trên nó, đối với hồn sư mà nói vẫn là rất có sức hấp dẫn. Tuy lão giả hắc y đối với việc cầm vũ khí có một chút không đáng để xem, nhưng lão vì mục quang bị hải thần tam sơ kích cuốn hút, trình độ diễn kịch của đường tam tương đối bất phàm. Lúc này lão căn bản không có chút cảm giác nào. Đương nhiên ngoài thành phần diễn kịch ra, tuổi tác của đường tam và tiểu vũ thực tại cũng có rất có sự mê hoặc. Đường tam đơn thủ đem hải thần tam sơ kích đưa đến trước mặt của lão giả hắc y, kích thích để thân thể không đứng vững. Cho đến lúc lão giả hắc y đó sơ tay nắm vào tam sơ kích thì mới lưới lòng tay trong tay của đường tam

hải thần tam sơ kích trông có vẻ nhẹ nhàng phớt phớt Vượt rối khỏi nắm tay của hắn thì trọng lượng bản thể nhất thời triển hiện ra lão giả hắc y dưới tình trạng không có một chút chuẩn bị nào đột ngột cảm giác được lực lượng to lớn giống như thái sơn áp đỉnh từ trên thần kích truyền đến đó căn bản không phải lực lượng mà lão có thể đè kháng nổi tam sơ kích đè nghiêng xuống thân thể của lão cũng theo đó đổ xuống mặt đất mười vạn tám ngàn cấn một khi đã đổ xuống đó là tốc độ nhanh đến mức nào giữa sơ kinh ngạc thật sắc của lão giả hắc y thậm chí đến hồ kinh ngạc cũng đều không kịp phát ra song là cũng không thẹn là cường giả sắp lên phong hào đấu la lúc then chốt nguy cấp tuy không kịp giải phóng ra vũ hồn của mình nhưng lá vẫn đưa ra được phản ứng rất nhanh đột ngột đạp chân lên trên thân của tam xoa kích song thủ đồng thời dùng toàn lực đẩy tam xoa kích ra tuy không thể nào đẩy nổi tam xoa kích nhưng bản thân của lão lại mượn lực phản chấn để ngã ra mà đến lúc này trên mặt của đường tam vẫn còn mang nét mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, lúc mà lão già hắc y một chân đá trên hải thần tam sơ kích thì đường tam cũng đã đá ra một chân có điều một chân này của hắn đã đá lên trên phần đuôi của hải thần tam sơ kích bởi vậy đồng thời với lúc lão già hắc y nhảy bật về sau hải thần tam sơ kích cũng đá bay lên chỉ trong chốc lát đã đuổi theo người lão trong một tiếng bụp nhẹ vang lên huyết quang bắn xa kích đào to lớn dưới tác dụng của lực lượng 10 vạn 8 nghìn cân đã hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể của lão già hắc y ánh sáng đen vừa chớp trường kích tại trường đã xuất hiện ra xuyên qua người lão bay ra rất xa giữa sự triệu gọi do khống hạc cầm lòng của đường ta mới chuyển giật quay về rơi lại như cỗ vào lòng bàn tay của hắn thần khí đúng là thần khí xuyên thủng thân thể một người lại vẫn không bị nhiễm lên trên nửa vết máu nào lão già hắc y liên tiếp thối lui mấy bước do cơ thể bị xuyên qua thực tế quá nhanh lên nào vẫn chưa ngã xuống chỉ là ở giữa phần ngực đã có một lỗ thủng cực lớn. Ngươi, ngươi, mà đến thời khắc này lão vẫn không dám tin tất cả là sự thật, tay chỉ đường tam trong mắt ngập tràn quang mang không thể nào tưởng tượng được. Đường tam lắc đầu nhẹ than, hồn dược cấp bậc hồn đấu la lại cũng có thể ngủ dần như vậy, thật không ngờ kích sát cường giả cấp bậc như ngài lại có thể dễ dàng như vậy, không phí chút sức lực nào, ngay hồn kia còn chưa dùng đến bụp một tiếng thổ ngược ra một miệng máu trong mắt của lão già hắc y trợn lên trên như là muốn lồi ra khỏi khóe mắt chết không nhắm mắt lão cứng đưa cả người ngã xuống một cường giả cỡ bậc trần phong hào đấu là lại chết như vậy trong tay của đường tam đến vũ hồn còn chưa giải phóng giá thật oan uổng biết bao đương nhiên việc này cũng có liên quan mật thiết đến sự mê hoặc của bản thân tiểu vũ và đường tam suy cho cúng thì ai có thể ngờ rằng người trẻ tuổi bọn họ xem xa lại mới trên dưới 20 tuổi lại có lực lượng cường đại như vậy trong lương của hải thần tam sơ kích đó lại khủng khiếp đến cảnh giới nào Mọi thứ phát sinh lực lượng tài quá nhanh dẫn đến bảy hồn sư đi theo lão xạ hạc y đều chưa kịp phản ứng lại. Bọn họ tuy đã giải phóng ra giả vũ hồn rồi, nhưng lực chú ý đều đặt ở xung quanh phòng bị còn bị huyệt chu hoàng tập kích. Khi tiếng kêu thảm kia truyền đến, mắt thấy thân thể của lão xạ hạc y kia bị hải thần tham gia kích xuyên thủng. Bảy người không hẹn mà cùng lúc đều ngần xa mỗi khi đã phát động đường tam tự nhiên sẽ không cho đối thủ thêm bất cứ cơ hội nào trước đó lão giả hắc y bảo hắn tại giải phóng ra vũ hồn lúc này hắn thực sự đem vũ hồn của mình giải phóng ra sự xuất hiện đồng thời của bốn viên hồn hoàn màu đỏ diễm lệ đến mức nào gây chấn động đến mức nào trong mắt của các hồn sư vũ hồn đế quốc đó đây sớm đã vượt qua phạm vi nhận biết của họ một tầng gợn sóng màu đỏ đột nhiên từ trên thân của đường tam tràn ra đệ tam hồn hoàn xếp trên thân thể của đường tam quang mang đại phát dưới sự chú nhập của tầng gợn sóng màu đỏ đó không khí như sóng nước trở lên trên dập xanh chính ở trong gợn sóng sập xanh đó ngừng tụ lại Bảy hôn sự lúc này mới phản ứng lại, đường tam trong mắt của bọn họ dẫu sao cũng còn quá trẻ. Trong tiếng quát lớn phẫn nộ, từng người một lúc bổ về phía của đường tam, mỗi người đều muốn thi triển ra hồn kỹ của mình. Đáng tiếc không khí dưới sự ảnh hưởng của tầng gọn sóng màu đỏ đó lại không có cho bọn hắn thêm bất kỳ cơ hội nào. Mà chính tại lúc này, tinh thần của đường tam thăm dò so ra một luồng khí yếu nhược, khóe miệng đường tam lộ ra nét tươi cười. Đi huyết chu hoàng người cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi. Sự mẫn cảm của hồn thú đối với nguy hiểm mãnh liệt hơn nhiều so với loài người cảm nhận được sự dao động năng lượng mà đường tam giải phóng điều huyệt trung hoàng vô phương nhẫn lại tiếp nhanh chóng hướng về một phương định tháo chạy nhưng đối diện với kỹ năng trông thì xếp thứ ba trên thực tế lại là đệ bát hồn hoàn mà đường tam giải phóng công kích phạm vi của làm ngân hổ kinh cảnh chi diệt đó sao có khả năng chạy thoát nổi đây Lúc hồn kỹ vừa mới bắt đầu thì cho người ta cảm giác chỉ là chậm chạp lờ đờ, nhưng một khắc sau đó mọi thứ xung quanh lại đều đã đông lại, đối diện với hồn kỹ 10 và năm cường đại như này. Trừ phi có hồn lực trên người của đường ta một đẳng cấp, hoặc là cơ thể có đủ khả năng chịu đựng nổi công kích, ngoài ra kết quả chỉ có thể là bị hủy diệt.